Thưa quý vị, trước thực trạng nút giao thông Ngô Quyền - Võ Văn Kiệt và nút giao Ngô Quyền - Nguyễn Văn Thoại thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, nhất là khi dự án cải tạo đường Ngô Quyền - Ngô Ảnh Sương đoạn từ Võ Văn Kiệt đến Hồ Xuân Hương được triển khai và sau một tuần khẩn trương thi công lắp đặt đèn tín hiệu, hoàn chỉnh mặt đường tại các nút giao, các phương tiện lưu thông qua nút đã được thuận tiện hơn. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Mặc dù chưa đến thời gian bàn giao công trình cải tạo đường Ngô Quyền - Ngũ Ảnh Sương giai đoạn 2 theo kế hoạch, nhưng trước tình hình thường xuyên ùn tắc tại các nút giao thông Ngô Quyền - Võ Văn Kiệt và nút giao Ngô Quyền - Nguyễn Văn Thoại vào giờ cao điểm, ban quản lý dự án đã yêu cầu các đơn vị thi công phải hoàn trả mặt đường tại các vòng xuyến, lắp đặt giá long muôn, hoàn chỉnh hệ thống đèn tín hiệu để phương tiện lưu thông không bị ách tắc. Cái nút giao thông nào chưa có đèn xanh đèn đỏ là kẹt. Xe tải xe đồ rồi chạy xuống cứ ngắt giải vai cũng là không mang tới giải vai là cũng rồi cũng giả ra được á. Bây giờ có xe đèn đỏ rồi là cũng đỡ rồi, cũng không kẹt nữa. Thì nói chung ai cũng tranh nhau đi hết này thì nó kẹt thôi, vì anh cũng qua tôi cũng qua rồi không ơi nhiều với ai để kẹt xe vì không có đèn tín hiệu. Giờ có đèn lắp rốt rồi thì đảm bảo 100% không kẹt xe. Đơn vị tư vấn giám sát hiện trường cho biết, trước thực trạng ùn tắc cục bộ, ban quản lý đã điều chỉnh kế hoạch thi công theo phương thức cuốn chiếu, tập trung hoàn thiện các nút giao, đồng thời đẩy nhanh tiến độ lắp đặt giải phân cách biên, hoàn trả mặt đường. Trước mắt bàn giao đoạn từ đường Võ Văn Kiệt đến đường Nguyễn Văn Thoại trước dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Thì để đảm bảo công tác an toàn giao thông cho cái đoạn tuyến từ cái nút Võ Văn Kiệt về nút Nguyễn Văn Thoại á, thì trước mắt là chúng tôi đã cho vận hành hệ thống tín hiệu giao thông hai cái nút này theo cái chế độ mới. Thì trong thời gian sắp tới á, thì chúng tôi sẽ xúc tiến để mà cho hoàn thành cái đoạn này dứt điểm cả tuyến và cố gắng đưa vào vận hành để đảm bảo công tác an toàn giao thông. Nút giao thông Ngô Quyền - Võ Văn Kiệt và nút giao Ngô Quyền - Nguyễn Văn Thoại nằm trong dự án cải tạo đường Ngô Quyền - Ngũ Ảnh Sương giai đoạn 2 từ đường Võ Văn Kiệt đến Hồ Xuân Hương dài 2,8 km, được khởi công từ đầu tháng 2 năm nay với tổng mức đầu tư 68 tỷ đồng. Công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 2 tháng 9 năm 2023.